každému jde o to stejné, že? Nikdy pod kumínka. Ty jo. Hoàng cung hồi xưa bằng gỗ bằng cây nằm bốn trước bên kia. Sau khi mà làm cuộc chiến giữa đất nước Campuchia và đất nước Simla nó bị đốt sạch mất rồi, là mình biết là Simla đã đổi thành đất nước Thái Lan từ năm 1939 đã đổi lại thành đất nước Thái Lan. Cái gì khu vực xuyên Việt ngày xưa là dưới sự cai trị của người Thái tạo mất thắng người dân Campuchia hồi xưa đã lấy cai trị tại khu vực này. Cuối thế kỷ thứ 16, có người vua lên đăng quang, họ đã đánh đủ trận Simla ra khỏi thành phố Siem Reap này, chết bại trận tê đó luôn, thì người ta mới đặt là tỉnh Siem Reap, được cho là sự bại trận của người Siem. Thì tới đây rồi thì người Siem, đất nước Siem đã đổi thành đất nước Thái Lan từ năm 1939. Hồi xưa các nước Thái Lan và đất nước Lào và miền Nam của Việt Nam một phần nào đó là hồi xưa là của Campuchia. Thế kỷ trước là nước rồi Mã Lai. Là xưa là Campuchia có tổng cộng là 54 quốc thành, còn lại 24 và mới cắt ra một cái nữa là 25 thôi. Và đất nước Champa, là mình biết đến Champa là ở đâu không? Là miền trung của vấn đề chẳng giờ, là quê hương của Nga Lĩa là tổng của vua Champa ở xưa, là miền trung của Việt Nam nha, đó là thật sự đất nước của Champa. Việt Nam mà lần xưa là có đất nước là tên là Đại Việt, nằm phía Bắc, phía Bắc, phía Bắc là đất nước Đại Việt. Mình cụ thể là Thank you.
What I do?